Xin chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày mùng 7 tháng 5 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, do chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp bị nén qua khu vực nên tại Bắc Bộ trong 24 giờ tới sẽ xuất hiện mưa rào và rông. Thậm chí là ở phía đông Bắc Bộ thì khả năng cao là xuất hiện mưa vừa, có nơi có mưa to. Trong cơn rông cần đề phòng thời tiết cực đoan đi kèm như là tố lốc, sấm sét mưa đá và gió giật mạnh. Do có mưa nên nắng nóng như những ngày trước đó tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ sẽ chấm dứt trong ngày mai, nên nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ tại phía Đông Bắc Bộ, thời tiết mát mẻ. Còn riêng phía Tây thì một vài nơi thuộc khu vực Tây Bắc, nhiệt độ có thể ở ngưỡng là từ 29 cho đến 32 độ thưa bà con, mộc châu là một trong những vựa ngô lớn của tỉnh sơn la với gần 16.000 hecta ngô, sản lượng trên 67.000 tấn trên một năm, trong đó có trên 2.000 hecta ngô trồng lấy thân, ủ ướp làm thức ăn cho bò sữa. tuy nhiên những ngày qua trên địa bàn huyện mộc châu tỉnh sơn la nắng nóng kéo dài, kèm theo sâu bệnh đã gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân. Để phòng trừ và hạn chế lây lan trên diện rộng thì bà con chú ý cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm, đặc biệt trên giai đoạn ngô non từ 3 đến 5 lá. Phòng trừ sâu ở giai đoạn non mới nở tuổi 1, tuổi 2, hiệu quả phòng trừ sẽ cao. Phòng trừ bằng một trong các loại thuốc trừ sâu có tác động nội hấp, thấm sâu. Đối với những ruộng có mật độ sâu non cao sau khi phun cần tiến hành theo dõi. Nếu sâu vẫn còn gây hại, cần phun nhắc lại lần 2. Thời gian phun lần thứ 2 sau phun lần 1 từ 5 đến 7 ngày. Thuốc phun lần 2 khác với thuốc phun lần 1 để hạn chế sâu quen thuốc. Thời điểm phun thuốc được thực hiện tốt nhất vào sáng sớm hoặc chiều mát, không phun thuốc vào buổi trưa nếu phun bình máy phải giảm áp lực của bình để thuốc ra chậm và đều. Đặc biệt là bà con cần chăm sóc cây khỏe để tăng sức chống chịu đối phó với dịch bệnh. Tiếp tục với thời tiết tại trung bộ, rãnh mây rông bị đẩy lùi xuống phía nam cũng chính là hình thế gây mưa cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Những cơn mưa rông xuất hiện rải rác sẽ phần nào làm cản trở tới hoạt động giao thông ngoài trời. Tại trung và nam trung bộ, cường độ nắng nóng tiếp tục thu hẹp phạm vi hoạt động chỉ còn chủ yếu xuất hiện cục bộ tại các tỉnh phía nam với nhiệt độ cao nhất ngày ở ngưỡng là 35 đến 36 độ còn khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay phổ biến có mưa vài nơi từ ngày mai do đới gió tây nam bắt đầu có xu hướng hoạt động mạnh hơn và sẽ gây mưa trên diện rộng thậm chí tại khu vực ven biển miền tây nam bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa có nơi có mưa to và rông trong cơn rông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh trong ngày trời chuyển nhiều mây hơn, đôi lúc có những khoảng nắng gián đoạn, nền nhiệt vì thế sẽ giảm, phổ biến từ 31 đến 34 độ tại Tây Nguyên và từ 32 cho tới 35 độ ở Nam Bộ. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, đề phòng tố lốc mưa đá và gió giật mạnh trong cơn rông, với nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 cho đến 32 độ và độ ẩm trung bình là từ 83 đến 88%. Phía đông bắc bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giải rác có rông. Cần phải đề phòng tố lốc mưa đá và gió giật mạnh trong cơn rông. Với nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 26 cho đến 29 độ và độ ẩm trung bình là từ 85 đến 90%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có rông. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 cho tới 32 độ và độ trung bình là từ 78 đến 83%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho tới 35 độ và độ ẩm trung bình là từ 73 đến 79%. Khu vực vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho tới 34 độ và độ ẩm trung bình là từ 81 tới 86%. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho tới 35 độ và độ ẩm trung bình là từ 83 đến 88% bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo